Một bạn đã hỏi: Bạch thầy, con là sinh viên sống xa nhà, dạo gần đây con thường hay mơ ở nhà bố con mất và có tang lễ, đây có phải là điều điềm báo gì không ạ? Ở nhà bố con vẫn khỏe mạnh nhưng con lại hay mơ như vậy nên rất lo lắng, mong thầy giải đáp cho con ạ. A Di Đà Phật. Bạn cũng không nên quá lo lắng vào điều này làm gì. Theo thường thường thì các cụ ấy nói nếu mơ thấy người chết ấy, thì là gì? Thế là điềm lành. Nhưng mà điềm lành này thường là báo cho gì? Một cái sự là mình chuẩn bị phải gì? Phải chuẩn bị cho mình một cái tinh thần vững vàng để sống một cuộc sống độc lập. Có thể là phải tách rời xa cha mẹ. Đấy, cái các cụ ngày xưa giải thích cho nhé. Mơ thấy thì sinh rữ tử lành. Mơ thấy sinh con đẻ cái, mơ thấy người sinh thì gì? Lại là điểm gì? Điểm rất xấu. Còn mơ thấy người chết hay là thấy mình chết, thấy người chết thì cái đấy thì không đáng lo lắm. Không đáng lo lắm đâu, cho nên bạn cứ yên tâm. Nhưng dù sao chăng nữa bạn cứ chịu khó niệm danh hiệu Phật, Bồ Tát Quan Âm hay Bồ Tát Địa Tạng vào thì tốt hơn, hoặc là đọc kinh Địa Tạng được nữa thì càng tốt. Một bạn nữa hỏi: A Di Đà Phật, con chào thầy ạ. Dạo gần đây con rất hay mơ những giấc mơ liên quan đến chết, máu me và những điều kinh khủng, như vậy có chuyện gì không ạ? Cái câu này thì cũng giống như câu bạn lúc nãy. Các cụ nói mơ thế gì? Sinh rữ tử lành. Cho nên cái này cũng như các cụ ấy giảng mơ thấy máu hay me thấy người chết đó, cũng là chỉ cho sự bạn chuẩn bị có một cái sự thay đổi. Thay đổi mà bạn phải hướng tới cuộc sống tự lập nhiều hơn là cái cuộc sống mà bạn đang được sự bao bọc che chở của bố mẹ như bây giờ. Một bạn nữa hỏi: con chào thầy, thầy cho con hỏi. Từ khi bác con mất, con hay thường xuyên mơ bác con. Thầy cho con hỏi đấy là điều lành hay điều dữ, hay mơ thấy người thân đã mất. Trong kinh Địa Tạng nói là gì? Người ta đang cần sự trợ giúp của mình. Và bạn nên gì? Phát nguyện tụng kinh Địa Tạng và bảo người thân nhà bác con nên tụng kinh Địa Tạng để hồi hướng siêu độ cho bác con. Và tốt nhất thì nên thì có gần chùa nào thì nên ra chùa, nhờ nhà chùa tụng kinh để niệm Phật để hồi hướng siêu độ cho bác con. Làm được như vậy thì một thời gian vài tuần hoặc một vài tháng sau thì con sẽ không mơ thấy bác con nữa. Thì tức là khi con không thấy nữa, làm được việc đó, không thấy nữa thì có nghĩa là gì? Bác con đã được đi thoát hóa đầu thai, về kiếp khác có thể tốt hơn bây giờ.